Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh chia sẻ về tiếp thị liên kết. Video này Hường sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một tài khoản quảng cáo Google AdWords. Rất là đơn giản thôi, chỉ cần vài phút xem đến hết video nhé. Nhớ cho mình một like và bình luận bên dưới. Đầu tiên các bạn đăng nhập vào tài khoản email của mình bình thường, có thể để ở giao diện này hoặc là giao diện về email không quan trọng. Nói tóm lại là các bạn đăng nhập vào cái tài khoản email của mình. Sau đấy thì các bạn bấm vào dấu 3 chấm, 9 chấm ở bên góc phải bên trên, bấm vào đây. Kéo xuống tìm Google AdWords. Đấy, Google Ads. Ở đây nếu như các bạn có tài khoản thì nó bảo đăng nhập. Còn nếu như các bạn chưa có tài khoản, giống như cái email này chưa có tài khoản, thì các bạn bấm vào nút đăng ký. Ở đây mình sẽ tạo tài khoản Google Ads mới. Mình chọn ở dưới đi. Tiếp. Mình chọn ở dưới bởi vì là mình muốn quảng cáo vào web. Nếu các bạn muốn chọn quảng cáo đến doanh nghiệp thì chọn ở trên, hoặc là các bạn muốn gọi điện thoại tùy lựa chọn. Tuy nhiên vào trong chúng ta vẫn có thể điều chỉnh được nên không lo lắng ở chỗ đây. Nếu như mình có địa điểm cụ thể thì bấm vào đây, còn nếu các bạn bán hàng trên mạng thì bấm vào đây. Bấm nét tên doanh nghiệp. Ví dụ mình có thể chọn tên doanh nghiệp là, rồi bấm tiếp. Trang web của bạn. Ok, mình bấm tiếp. Cái này không lo lắng ha. Vào trong mình chỉnh được toàn bộ. Ở đây các bạn bỏ qua lúc này. Sau này mình cài sau. Bỏ qua luôn đi. Mình chưa quen thì mình cứ bỏ qua. Cái này là mình lên một chiến dịch căn bản mẫu. Sau này mình vô mình có thể tạo các chiến dịch khác. Còn ở đây mình cứ tạo căn bản một cái chiến dịch nào đấy thôi. Ví dụ như dùng tiêu đề của mình là mới. Dành cho người mới. Mô tả cái này không quan trọng, các bạn có thể điền. Để mình tạo tài khoản nhanh nhất thì ở đây mình chưa cần quan tâm. Sau này khi các bạn tạo tài khoản một cái chiến dịch mới thì các bạn mới tối ưu lại những cái này. Số điện thoại 964 chứ. Rồi ok, từ khóa. Đây mình tạm thời để như vậy thôi. Bấm nét. Rồi chọn một điểm. Địa điểm, ví dụ mình có thể quảng cáo toàn bộ Việt Nam luôn thì để im đây. Hoặc là mình chọn quảng cáo gần một địa chỉ, mình điền địa chỉ vô. Cái này không quan trọng bởi vì là sau này các bạn thiết lập chiến dịch, các bạn mới thiết lập thôi. Còn cái này thì mình mới tạo chiến dịch, mới tạo tài khoản thôi, không quan trọng. Mình có thể để ngân sách trung bình hàng ngày, mình có thể để tạo một số 95.000 một ngày cũng được. Chạy liên tục, tiếp. Ai tên chiến dịch, cái này thì để tạm thôi. Rồi ok. Như vậy thì cái thẻ ngân hàng thì mình ép thẻ ngân hàng. Cái này là do cái thẻ Visa này Hường đã ép trước đây nên là nó lưu lại cái thông tin thôi. Còn đối với các bạn thì chưa có cái thẻ nào hết nên là các bạn bấm vào thêm thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, sau đó là mình sẽ điền cái số thẻ vô. Ví dụ đây là một cái thẻ Visa thì nó sẽ có cái chữ Visa ở đây. Visa hoặc Master đều được. Và mã số thẻ nó là cái dòng này, cái dòng mà Hường đang che đó. Đấy, và cái ngày tháng hết hạn thì mình sẽ kiếm ở góc chỗ này. Còn cái mã bảo mật ấy là ba cái số cuối cùng ở phía sau ngay chỗ Hường đang che này, tức là mã bảo mật. Đấy là ba số cuối cùng của cái thẻ này, tức là CVC, mã bảo mật là cái đấy. Rồi cái tên chủ thẻ thì mình ghi sao cho đúng, ví dụ như là rồi bấm gửi. Đấy. Thì ở đây các bạn có thể thêm bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ là Visa hoặc Master, hoặc là các bạn cũng có thể thêm ví Momo, tức là bấm vào cái ví Momo rồi chúng ta sẽ gửi thì nó sẽ hiện lên điền cái thông tin của ví Momo của mình vô. Hiện tại là mình đã thêm rồi nên là mình chỉ cần bấm vào đây và mình chọn một trong những cái này thôi, Momo, rồi bấm vào gửi. Cái này là nó hỏi mình có muốn nhận email không á. Thì nếu như các bạn chưa bao giờ xài Google thì cũng nên nhận email có đi. Hãy gửi các mẹo cho tôi để mình đọc, mình tham khảo thêm. Số tiền thanh toán bây giờ, ví dụ như Hường thanh toán thử 50.000. Gửi. 160.000 tối thiểu một lần đúng không? Rồi, bấm gửi. Như vậy là mình đã có một cái tài khoản quảng cáo Google. Đấy, khám phá chiến dịch. Mình bấm vào khám phá chiến dịch. Như vậy thì mình muốn tạo một chiến dịch mới á, thì mình bấm vào tất cả chiến dịch. Sau đó mình bấm vào chiến dịch mới để mình tạo một chiến dịch mới. Đây đang hiển thị chế độ xem tổng quan. Nếu như các bạn muốn chuyển sang chế độ xem thông thường thì chúng ta bấm vào chữ cài đặt rồi bấm vào chuyển sang chế độ chuyên gia.
bấm vào chuyển cho đội xem nữa đây. Rồi ở đây là cái giao diện mà các bạn thường được xem hướng dẫn chạy quảng cáo Google, dễ cho các bạn hơn, và nói chế độ này các bạn thiết lập chiến dịch dễ dàng hơn, dễ dàng quan sát các thông số và các dữ liệu nó đầy đủ hơn. Ở đây thì nếu muốn thêm chiến dịch mới thì bấm vào đây. Còn nếu mà muốn tìm kiếm từ khóa thì bấm vào công cụ cài đặt. Và chúng ta lập kế hoạch từ khóa. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm từ khóa. Ok, Hường vừa hướng dẫn xong các bạn cách tạo một cái tài khoản Google đơn giản nhất. Bây giờ nếu như các bạn muốn truy cập vào đây á, thì các bạn có thể vào s.google.com nè. Các bạn có thể đăng nhập vào cái tài khoản của bạn. Nếu mà cái đường link này các bạn không nhớ thì đơn giản nhập vào cái Gmail, bấm vào cái nút chín chấm. Rồi bấm vào cái chữ Google S là nó ra rồi. Các bạn bấm vào đăng nhập. Rồi ok. Ở đây mình có khá là nhiều tài khoản nên nó hiện lên. Còn nếu như các bạn có một tài khoản thôi thì nó chỉ hiển thị một tài khoản. Để xem tài khoản hồi nãy Vân tạo là ID là gì. Vì để tránh lẫn lộn với các tài khoản Google Ads khác thì chúng ta nhớ đây là cái ID của tài khoản chúng ta mới tạo này. Các bạn lưu cái ID này lại. Lần sau nếu tạo nhiều tài khoản khác thì chúng ta nhớ ID nào cho tài khoản nào. Ok, khi mà mình bấm vào đây mình tạo tài khoản mới đó, thì mình sẽ thấy cái ID nào là cái tài khoản mình vừa tạo. 9474 thì đây là ID 9474 là cái tài khoản mình vừa mới tạo. Ok, đấy là cách đăng nhập khi mà chúng ta có nhiều tài khoản Google Ads. Còn nếu các bạn chỉ có một thì nó chỉ hiển thị một thôi, không cần phân vân nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ cho Hường một like và nhấn đăng ký kênh. Ok, hẹn gặp lại.